lòng thương Lê Thứ đau ta bằng trong các nước nhộn nhàng đau binh.
kẻ thời phụ nghĩa vô kình, người thời trung hiếu chẳng dình vẹn hai. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày dài tình tâm. Cớ thâm thì quả diệt thâm, nào trong sắc sở có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngủ nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hầm bêu khắp trong ba tấm hiểm nghèo đáng thương. Điên này dưng lệnh minh dương, với lệnh Phật đường đi xuống vàng dân. Thấy trong ba tánh phạm trần, kẻ khinh người nhau thần tiên quỷ ta. Mặc ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết như xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các nghi ra đài tột bực giàu sang. Nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, đồng lòng bác ai ra ơn giải truyền. Thấy điên tâm tâm quá thiền, nội trong sao khắc biết liền. Để rộng thì giờ nói chuyện chân tôn. Dương trần kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù danh lời suy sang. Cờ đa chẳng lo tu niệm tham gian làm gì.
Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu Chúa kính gì tội tông. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hai máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, dẫu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên non núi xuống miền lục châu. Đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hồi mấy rồng thân chẳng còn thấy. Việc đời đến lúc ba căng gai, mà cũng tối ngày nói xeo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khó ra. Gần xa đặng cho lê tư biết mà lo tu. Tu cho qua cơn diêm phù, khỏi xa địa ngục nhau du thiên đài. Đường đời chẳng có bao dài, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này. Khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Điến đây còn dài còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Ba gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Bây giờ giả dại giả ngu, cũng như nhân quý ở tù ngày xưa. Lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biến nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm sự mang.
lòng chẳng tham sân, sao còn ham của thế gian làm gì? Việc này thôi quá lạ kỳ, cùng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối bèn, tiếng quyển tiếng kèn mặc y bán gian. Hết gần rồi lại tới xa, dân sơ nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giá như hàng tính đời thời loạn trôn. Đến sao danh nổi như cồn, làm cho hàng giỏi mất hồn. Mấy khi chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mười cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba dài phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đắng thấy thần tiên. Thương đời trong giả chẳng yên, khắp trong lê thứ thảm phiền từ đây. Đòi xây ráng lo tu niệm đắng thầy cứu cho, mang theo danh lời ôm mơ sẵn của hét hò đứa ở người ăn. Đừng khi mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sáng như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Chẳng thơ để thờ những đạo ngọn cờ trắng phao, dương trần bung giá nhiều màu. Thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy, lời xưa người cố ơi còn ghi, những việc nghi lại kỳ nay có hai chương. Chưa làm với kẻ chẳng ơn, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Ba già mau kiếp lo âu,
để sao đối đầu chẳng đặng toàn thấy. Việc đời nói riết nghe thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tấm lao sao, đến chừng rồng rắn nghe máu đào chình ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị sao sao, canh khuya gà gái đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng cái hay. Bây giờ mắt giết ta tay, nên mới làm vậy cho khỏi nhà. Chẳng chiều chạy đi cho rồi, những người già đạo bồi hồi còn chi linh thinh mà ngồi mà nghe. Việc đời trong khe, nó tưởng đặt về nói biếm người hung. Điên này nói chi theo khùng, như thế dây dùng đặng cứu bá gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà ta tin. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tấm mặt tình nghe ai không. Việc điên điên sự chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ồ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo cưới thề rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đắng cái thời, nên còn ngẩn vàng cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng.
trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lúc từ ráng ghi, niệm cho tà quỷ dậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa quá, ăn cần ngờ kiếm đắng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sao sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi ba tâm biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong dạ chẳng yên, điên gái chèo quế dạo miền Lục Châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng dạ người xưa. Ba dài biết thì ơi, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê già dốt khắp trong thì thiền. Đi nhiều càng thắm càng phiền, lên voi xuống dình nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca, ca cho ba tâm biết đời loạn Đà Phật từ bi. Ở bên thiên trước chứng tri lòng này, từ ngày thọ giáo với thầy, dẹp lòng dĩ kỳ đầy lòng yêu dân. Kể tâm thân miệng cho ba tâm được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hai, khắp trong trần hà mấy ai tu trì. Đời này danh vật làm chi, tới việc nghi lý kỳ cũng thải trôi xong. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc ta tay, bắt ngựa bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng,
Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê mỗi lắm than, ăn bài nói càng tội lỗi chỉnh ghê. Chớ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến đăng kề tiên ban. Nói nhiều trong già xôn xao, cùng hết sống làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thế cây sơn, ngoài giá coi chắc trong thời mới ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối dần trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thọ lạnh dài dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biếm nhẹ sai gần người điên. Lòng buồn mượn lấy ơi bút nghiêng, viết cho trần hà bớt phiền lo tu. Thương đời chớ chẳng kiếm mơ xu, buồn cho bay tánh hết mồ tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hai ốm hai đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ hòa thâm, đặng cho ta tâm tình tâm tu hành. Ngày nay đi mở đạo lành, khắp trong lễ thứ được rành
chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ ba lần đức ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lê thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu ơi thì khơn, tu niệm chớ sợ uổng lắm dân ôi. Hồng trần biển khổ ơi, thấy rồi ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng ơi, nói cay cay đắng sao này đau đớn sầu bi. Tu hành tâm trí ráng trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tà ác ham dây, sẽ có người này cứu giúp dùm cho. Dương trần lắm chuyện đôi con, phải dẹp dĩ kỳ mà lo tu hành. Kể kinh tương niệm cho sanh, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hành được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lễ thứ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hành quá lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét ơi ơi, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân. Quan trường miệng nói gian dân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bình dĩ kỳ nói coi. Dương gian chậu được dối, dấu đầu rồi lại cùng lời sao đuôi. Nói nhiều mà già chẳng nguôi, việc tu ba
vật nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già muốn dây sinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xa thân cọp xe bêu hoàng, còn người tàn bao máu thánh thời. Ngài Cha Thảo Chúa Phật trời cứu cho. Bá gia hãy ráng ơi mai lo, Kim Lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tĩnh tâm. Đến sao khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lỗi khổ này mới yên. Nhắc ra quá thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Trong lê thứ ao tù từ đây, thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời gần điên lại nói xa, nói cho ba tấm biết mà người chi. Lời lành khuyên hại gian ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm chức cơ nắp niên, ngày sau như khóa không chia dân ôi. Tu hành như thể thái trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưu sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thủ cầm chỉnh ghê. Hầm beo tay tượng bốn bề, lại thêm ác thú
tôi mạng sàng giúp to. Ba dài biết ơi thầy lo, giác tay buồn xìm đôi có ích gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, sưu cao thế nặng dễ thì thiết nghi tha. Dân nay như thế không chan, chẳng ai dài dỗ thật là thảm thương. Tháng này đến tháng Minh Dương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc ngủ yên. Cam thương trần hạ bởi chứng tàn bao khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến diệt lụy phiền suốt canh. Châu ngọc để dành nhà hay sao? Bây giờ cho biết cơ vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba gia phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham vọng mơ ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá múc thêm, mảng lo tranh đoạt thù hềm với nhau. Đến chừng có ấm có đau, gian mồm niệm Phật Phật nào chứng nghe cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngóng nói cò đây cùng làm thinh. Tưởng rằng thân nó làm vinh, chẳng lo tu niệm cứ gìn giới điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nài tâm thân, nắng mưa chẳng quản tạo tầng ai hay. Chừng sao đến hội rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Nam mô A Di Đà Phật. Buồn giới đã rồi
vào bằng nay. Thấy trong lễ thứ quá dài gian nan, đồng tình ta quốc an nhà dựng đất Nam đàng hiền dinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lối thuyền chèo với tay gai, thuyền đi nước ngược đấm dài cù lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng Long Khánh nứt trơn người nào tu. Tớ thầy liền giáng đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xu ở dương trần. Ba gia tự lại rần rần trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nực cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bài trò ban thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tựu đông dày, rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ. Tới đây ba tánh làm ngơ, buồn cho lễ thứ kịp giờ trai đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, thẳng đường trực chỉ điền đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiết sành thông lão đạo nho. Nhiều người xâm lại đôi con, chỉ lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời đông tánh từ bi, điên chẳng bắt tì còn mắt diệt sang. Khoan khoan chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài giam. Đôi nhìn mây nọ trắng lam, điên ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn xương bạc mờ mờ, Tân An làng nó dân nhờ bắp khoai. Giá người bán cá bằng nay, dân chúng ngày dài xúm lại mùa đông.
tới lùi dây cả vừa xong. Điên cũng bằng lòng cân đối cho dân, có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không gì thôi. Nực cười Trần Hạ Lâm môi, giảng cho ba tấm một hồi quá lâu. Thân dài thức suốt cầm thâu, nói cho Lê Thứ hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phủi rồi, hoài thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Dáng người tăng tật một khi, xuống giảm kính sáng được thì chúc vui. Một người nhà lá hầm vui, mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cô một hồi, cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ con đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xúm nhau triêu ghẹo đắng cười gái tơ. Buồn đời lăng mạ ngẩn ngơ, biên mật lên bờ liền giả cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chợt như chú thầy, nó thấy làm vậy chẳng bắt ngại nghi. Xuống thuyền hoài quá một khi, chèo lên vịnh tế vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng biết chùa Am, xuôi dòng núi sập đằng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u xù, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghé rau diệt gần xa, bồng lại tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đào cơ mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lệnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiên thấy thần tiên. Có
tiền nói gạt ba gian. Thoáng nghe lời nói thiết nghi than, rừng rừng nước nghi mắt trèo về mặt dưng, tay chèo miệng cũng rào chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phổ đổ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết nghi than, bạc vàng có cứu anh mà hay không. Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tỉnh để lòng làm chi. Mặt dưng mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì dàm nao. Dòm xem thiên hà lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi dài câu. Ngày sau có việc thầm sầu thiết than, chừng ấy nói dậy phong ba, có con nghiệp thô nút mà người phúc tùng ba gia mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tay giang đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nọ bằng thêm, hãy ráng học về của kẻ khùng điên. Khỏi dàm điên mới ơi, hoài thuyền xuống miền cao lạnh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hềm chửi mắng cùng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng dạy dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng mơ phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về Phong Mỹ ơi, một khi thuyền đi một mạch tới thì rạch chanh. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí
bồi hồi, khó đứng khôn ngồi, thương xót ba gia. Kiến vàng lăng nó chẳng xa, kiếp màu tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít nói, mà trong dân sự nhiều người chân tôn. Thấy người đói rất xinh xô, xa tay cứu giúp đôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bồn bề, rõ ràng bên lức đã kề bên ghen. Giá người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng diệt thiên cơn. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẹo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết về thơ, giả người bán mâm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bộn bề, kẻ nhung người trề chê mắm chẳng ngon. Bán hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ nếu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mau, mắng còn đi cho khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn, điên mất xác hồn cho chúng chỉnh ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lạnh giữa kề giả bán trầu cao. Bán hàng xúm lại lao sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trâu thời kẻ móc người môi, còn cao bé dấu thấy loài tánh tham. Thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê dốt nó làm thằng tay. Ghe người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bên thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng lính tra liền thuê thân. Tớ thầy nói chuyện cẩn phân, mới lỡ một lần xin cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chừng khổ não mới làng
nổi trôi. Linh nghe vừa dứt tiếng rồi, khoát nạt một hồi rồi lại bắt giam. Thấy đời trong già hết ham, ghé người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên giả làm thầy, đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ vàng xanh. Dạo cùng khắp cả xài thầm, khi ca khi lý nói rằng thiên cơ. Ba già ba tâm làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét chẳng dám nói bừa cho ba tấm nghe. Phiền ba quê nay đường xa lão thông, sắp trong thiền thi rồi thì nhà quê. Kêu cơm ba bánh nghe gì, thêm nói bốn bề những việc về sau. Dương trần chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Gia từ gia đình một khi thuyền loan trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng dài đứng hờ một bên. Phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau rêu cười. Thầy thiền hiền đức được mười phần, nhiều xúm lại chê cười người điên. Vợ thời ca hát quyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Ba già coi thể rác rơm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca hát viết đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Trái cùng trắng suốt đâu đâu, lòng quá thắm sâu lìa lại Vĩnh Long. Chợ quê giang dài đã xong, thuyền loan trực chỉ đến rài Bến Tre. Chợ này đâu tại nhà bè,
tiếng kim thời rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già quá lại lăng xăng nói nói rằng rằng những việc bươm mông gánh chè bán hết cơ chưa xong điên cũng nói rằng chuyện khổ về sau nói rồi chân bước mau mau lìa xa thiền thì đến thì thôn quê đi đâu cũng bị nhúng chề kẻ lại chửi thề nói lũ ba dơ thấy đời tay lấp mắt ngơ lúc ở trên bờ khi lại đi ghe dạo cùng khắp tỉnh bến tre đủ bực thơ về lìa lại Trà Vinh tới đây bài đặt hát kình đùa nhào ban thuốc mặt tình mua không nói ra những chuyện bông lông trách chồng lê thứ không lòng từ bi gặp người đôi khó khinh khi điền viên sự sản ai thì làm cho dài rồi thuyền lại mỹ tho khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây chợ quê giáp hết thuyền quay đi chợ lộn về ông trường vàng dân quan chi nắng sợ tầng chèo suối chèo ngược mấy lần không thôi thầm thương ba tanh lắm ôi bồng lai tiếng cành rau rồi một khi nếu ai gánh việc thì đi còn mắt nở thì ở lại dương gian có người xuân hiệu ông quan tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông thấy đời cũng bất đồng lòng nghe vào tệ xa thẳng sông lên nhà mình người tu niệm vậy mà nói chỉ lớn tiếng người mà khinh khi người nhà cảm tạ một khi cũng nằm các bạc tiền đi non bồng xuống thuyền xuôi nước thẳng sông ghé nhà chủ phối xem lòng đạo ba ngồi chơi đạo lý bàn qua mấy bà có biết lúa mà bay không
có người đạo lý hơi thông. Xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rằng, đi nghe liền mới tỏ bài. Lúa bay về núi dành dài ngày sau, hỏi qua tu niệm âm hao, không biết câu nào trái đạo ba. Buồn đời điên mới bước ra, tay gai chèo quê dạo mà khắp nơi. Đi hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cũng rau mời tiếng cành bồng lai. Có người xuống bến bằng nay, mắt trời ít tiếng người dài mạn giông. Nhà ơi thiệt chẳng có lòng, đời đã hai lần sao chẳng chiều đi. Thương đời ta lúc sầu bi, đò đi tới chúng ăn thì bao nhiêu. Biết rằng tôi chẳng ham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, ghe đã chở đầy chật nước trong môi. Và đây cũng chở ơi cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng dạ tà tây, thân tôi làm vậy ông chẳng cho dương. Trong môi đã mất lại khô, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi giờ thấy trong không, bước nhậu vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bạo biết ta, thuyền người biến mất vậy mà còn chi. Chợ lên chợ mới ơi một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cùng rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muôn kim xu, mà trong trần hà đuôi mù không hay. Hỏi ông người ở đâu dài, trả lời rằng ở non cài vương yêu. Tới đây trong dài buồn hiu, bỏ ghe điên cũng đánh liều chứ thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi khắp trong
làng sớm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đền năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm về cho giải hoài căng. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói đều cười, thân tôi lao lý anh cười tôi chi. Giá tờ chẳng mấy một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít nay biết được đau hằng, ghé âm thầy pháp nói rằng lỡ có nguồn cơn. Vì thương lê thứ chi sờn lòng đây, có người lớn sớm muốn gây, xin sao trai bắp liền hoài thằng sông. Ra quay thuyền chài như dân, người nhà xuống bến trong lòng nhài. Ông này chẳng biết người chi, chèo quê vậy thì mạnh bào quá thần tiên mà chẳng ai hay, cứ biết nhẹ hoài buồn giá người xưa. Đời nay mộng tợ màn thưa, khuyên trong lê thơ chẳng thừa một câu. Thân này chẳng để bao lâu, miễn cho ba tánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thê, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hẫm hôi, không đất cầm dùi mà chẳng ai thương. Con thuyền đương nước gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở sớm bằng nay, bị mất trộm dài đồ đạc sạch trơn. Vô thần bài tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hờn phận duyên. Điên nghe vội vã hoài thuyền, dùng khóa cõi bối giải phiền phàm nhân. Coi
rồi bày tỏ thiệt hơn. Khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi vào sớm một khi, đi lên nhà thì giá gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cùng thời chén vô. Mua một gieo hời cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở xóm bằng ngày nay, nó nói ngày dài thuốc chẳng có hai. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cái có làm chi. Bước ra nhà nọ một khi, đi lên đi xuống kiếm thì sẽ lối. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Sớm này kẻ ghét cơ người ưa, ghé vào nhà nó nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Dàm nao dài đã đến rồi, hoài thuyền ghé lại bằng nai chờ đình. Hát hai câu hát nghe quê tình, đầu xem dân nghe chúng chở đình làm sao. Sáng ngày chở nhóm lao sao, giá bần áo màu ai cùng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Nhắc ra đồng tâm lòng son, buồn cho Lê Thứ sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghé lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy trò chẳng nại tâm thân, rảo khắp non tầng bằng nửa thứ coi. Chân tu thì quá ít thôi, nhiều người ẩn
sĩ quá loài tánh tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rảo khắp chùa am của người. Dạy rồi bắt quá tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lười quá tai. Trẻ già biến quá ai hay, vào trong bãi núi chẳng nài công lao. Rô rừng lúc thấp lúc cao, già ra nghèo khó giàu nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, dạo khắp thị thiền xin xò ba gia. Đi rồi cũng qua thiết nghi than, trở về non cũ đắng mà dạo chơi. Non tiền gió mát thành thời, nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trong lễ thư có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặc tình ghét ưa. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng điên khùng. Xuống thuyền chèo quê thung dung, đi dài đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch giá chợ nọ thôi lôi, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây già kẻ có cơn, khi sai khi tỉnh lúc hờn số căng. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười răng quân điên. Ở đâu mà tới thì thiền lính chẳng
lại bước đi. Lòng thương vì tâm từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dạy rồi đi nghi lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nghe nói dòng về thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thơ ủ ê, sóc trăng chờ ấy thuyền kề trên nơi. Đến đâu thì cũng tả tơi, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thì thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường chân chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiêu nhiều hơn. Đi cùng thành thị rau trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏ bài. Cho trong ba tánh chợ này rõ việc vậy đây, lão lý về sau đường đi lao khổ xa bao, miệng cho trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy trò lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tâm lòng. Đằng dân đến nơi tỉnh Gò Công, vì thương dân thứ mới hồng đến như đây. Xưa kia bão ơi lục tình này, mà sao cảnh khổ xứ này nhiều hơn. Yêu dân lòng nó chẳng sơn, thầy hát tớ đờn dạy cùng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách dời, đến như đó vậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người tan,
nhiều đuống trà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tớ quá mười, nói cười cười bán thuốc nghe sơn đông. Ai ai đều cùng ngóng trong coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bùng sao sao, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Ca kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tình nữa việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bớ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới làm. Đến lâm cảnh khổ lệnh Phật Bà cứu giúp giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dạy rồi thầy tớ liền đi, Biên Hòa đến đó vậy thì xem mi qua. Đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong ba tánh vậy mà tình tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì chí đặng tâm quyền nghi cơ. Tân an dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc mơ bình minh, điên ra sức vàng mặt tình nghe không. Vàng rồi dâu một thằng sông, thiền thị giáp dòng thứ chót là đây. Thương dân gian dài dây đầy, rào khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Ra già nọ nào nguôi, từ đây lục tình đuôi cùi thiếu
nói mà trong dạ sâu bi. Bá gia chậm chậm khinh khí điển này, đừng ham nói ơi nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Xuống trần dạy dỗ khuyên thiên, dạy rồi thì lại thăm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn, lời điển khuyên nhủ như đần bán nhang. Thấy thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi thầy thì quê lưu tớ thì quê tâm. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lời thơ trẻ già, tu hành hiền đức nghi Phật mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính vì mẹ cha. Sau này xấu bắt hâm mì tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Chương trần phải ráng làm hiền, đừng trong bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người không phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người
soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặc tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây dưng lình phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gia. Thấy đời lòng dạ tây tà, cứ theo chế nhạo cười màng người điên. Ngồi buồn kể chuyện quyên thiên, chẳng có ham tiền cũng bị ghét dơ. Viết cho ba tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tình ngày mai thẳm sâu. Tờ rai gặp cánh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đắng sâu bi, nên điện mới nói chuyện đi tỏ tường. Đêm ngày tượng Phật cho thường, phải ráng lo lường kiếm chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài, dạy trong trần hạ ngày dài ráng nghe. Đừng khi nhà lá chồi tre, nhà xăng cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mắt lăn xăng, dương trần biết đặng đau hằng mới thôi. Chẳng ham cung kiến che xôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết cơ vàng thao, dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con chó xuống tru, chừng heo cắn ổ hiểm thù mới yên. Đừng ham danh chức của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tôi,
là đủ việc tại bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lần, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Bửu châu công luyện chốn non thần, sơn thủy môn giang bào giác dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Hương nồng danh thương kẻ tròn ân. Nam mô A Di Đà Phật.